Hello anh em nha, em tỉnh Bến Tre đây, mới vừa trở về. Em xe này không biết là kêu bằng du lịch hay là xe tải hay là bán tải hay là xe tải nhỏ anh em. Tại vì nó có máy lạnh, nó có trợ lực, nó có kính bấm tự động, nó có màn hình, nó có cam ve. Đó, nó đầy đủ tính năng hết trơn luôn. Thùng phía sau đã được cải tạo lại hai lớp luôn. Một lớp dưới là lớp rin, một lớp tên là ton nữa. Chủ nhân rất là kỹ, nhưng mà kỹ cách máy cũng phải bán xe thôi. Đấy, bốn vỏ là mới tinh tan còn luôn anh chị. Và giá cực kỳ rẻ, chỉ có 130 triệu thôi. Xe đẹp luôn anh chị nha. Xe 1 tấn anh chị nha. Màn hình LED luôn nè anh chị. Thôi được rồi. Vô lăng 4 chấu nè. Anh em nhìn thấy trợ lực nó nhẹ nè. Trời ơi, cái xe gì mà nó ngon quá trời luôn. Màn hình chạy mới 130 ngàn, bán đúng 130 triệu luôn. Đấy, anh em nhìn nè nha. Đấy, chạy 130 ngàn. Màn hình Android luôn nè, cam ve luôn anh chị nha. Có cam le ve, máy lạnh, trần zin heo xe luôn, là kính bấm auto luôn nè. Đây, kính bấm cái này auto luôn. Có chứ phải chơi anh chị nha. Đó, kính bấm auto luôn, thấy chưa? Sàn bỏng mới luôn, chạy ngon, giá rẻ luôn. Màn hình cam ve đều cam ve sáng là luôn anh chị, quá đã. Máy em vuông, bốn cái vỏ mới, bốn cái mâm mới luôn. Đấy, em đi bằng con Vios mới lấy của em nè anh chị, Vios E số tự động luôn, mới lấy luôn. Và xe này đang để cho anh chị mình rất là rẻ luôn, 338 triệu. Em đang chạy, em đang có mặt tại Vĩnh Long anh chị nha. Tí xíu xe lên Cần Thơ nữa, tối nay cho về Rang Dit là Vios là bán xe tải này nè, đời 2021 anh chị. Còn Vios là 2016 tự động, máy trắng nha. Thì rất là nhiều xe anh em cứ qua lựa nha. Về Xpander, về Innova, rồi về Escape, rồi về Cru, về Awel. Nói chung bữa nay về được 7-8 xe anh chị, phục vụ anh em miền Tây nha. Anh em quan tâm có nào alo anh Thịnh mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Anh chị nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ Thịnh Bến Tre nha.